Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc trong ngày thứ năm khá ổn định. Trời mây thay đổi, sáng sớm có sương mù, gần trưa thì sương tăng dần và trời hửng nắng lên. Với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại khu vực Bắc Bộ được dự báo chủ yếu dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ, phía Tây Bắc có nơi cao hơn. Đến khoảng chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng từ 21 đến 24 độ, tiết trời se lạnh. Riêng vùng núi nhiệt độ thấp dưới 20 độ, trời rét nhẹ. Do đó, khi tham gia lưu thông ngoài trời trong thời điểm này, quý vị và các bạn nên chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác mỏng để tránh bị cảm lạnh. Nằm trong xu thế thời tiết các tỉnh phía đông của Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của gió đông nam dầu ẩm, nên tiết trời thủ đô Hà Nội có chút nồm ẩm vào buổi sáng. Trời đôi lúc còn có mưa nhỏ lất phất, còn trưa chiều nay thì nắng lại hửng lên rực rỡ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 29-30 độ, tối và đêm se lạnh thấp nhất là 22 độ. Đối với khu vực miền Trung, ở các tỉnh phía Bắc dọc từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, trong hôm nay và những ngày tới cũng duy trì tình trạng trời nhiều mây về đêm và sáng sớm, với sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nhiều, làm giảm tầm nhìn xa đáng kể. Về trưa chiều, trời giảm mây và có nắng với mức vừa phải nên nhiệt độ không cao. Nhiệt độ ban trưa dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ, có nơi cao hơn ở phía Nam. Trong khi đó thì các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, ban ngày trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ có cao hơn, ở ngưỡng phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Thành phố Đà Nẵng trong ngày và đêm nay, thời tiết phổ biến trạng thái nắng ráo nên khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi và du lịch của người dân và du khách. Mức độ nắng ở ngưỡng vừa phải với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến xung quanh ngưỡng 31 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống ở khoảng 24 độ. Thời tiết ở thành phố trong những ngày tới được dự báo là ít mưa và ngày có nắng duy trì. Theo nhận định xa hơn nữa thì phải tới khoảng ngày 23-24 tháng 11 thì mưa mới có xu hướng quay trở lại tại đây. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ đang dần kết thúc mùa mưa. Hôm nay và vài ngày tới thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Có chăng chỉ xuất hiện mưa rông vài nơi vào chiều tối với lượng mưa nhỏ. Tính đến nay thì Đồng Tháp và Sóc Trăng cũng như Hậu Giang đã chính thức chấm dứt mùa mưa. Dự báo từ giờ cho tới cuối tháng 11, mùa mưa cũng sẽ dần kết thúc ở những tỉnh thành còn lại của khu vực Nam Bộ. Toàn khu vực sẽ chuyển sang mùa khô. Còn về nhiệt độ thì trưa chiều nay trời có nắng nên mức nhiệt duy trì ổn định. Cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 cho đến 30 độ và tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Nằm trong xu thế thời tiết chung của Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sẽ chủ yếu là trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều vẫn có nắng. Tuy nhiên, về tối và đêm thì khả năng thành phố có mưa rào nhẹ xuất hiện rải rác, có thể đi kèm theo dông, nên quý vị cần chú ý đề phòng. Về nhiệt độ, mức nhiệt trưa chiều nay chủ yếu dao động trong khoảng 33 độ. Về ban đêm, nhiệt độ giảm xuống còn 25 độ, trời mát mẻ. Thời tiết tại khu vực miền Bắc trong ngày thứ năm khá ổn định. Trời mây thay đổi, sáng sớm có sương mù, sau 6-7 giờ sáng thì nắng sẽ lên nhanh. Trạng thái thời tiết khô ráo này khá thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí và sản xuất ngoài trời của người dân. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại khu vực Bắc Bộ được dự báo chủ yếu dao động trong khoảng 28-30 độ, phía Tây Bắc có nơi cao hơn. Về chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng 21-24 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khi tham gia lưu thông ngoài trời, quý vị và các bạn vẫn nên chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác mỏng để tránh bị cảm lạnh khi lưu thông vào đêm muộn. Lui xuống khu vực Trung Bộ, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, cụ thể là từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sáng sớm trời cũng có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sau đó trời cũng bật nắng với nhiệt độ tăng rõ rệt. Kiểu tiết trời tạnh ráo ít mưa cũng là thời tiết chung cho toàn bộ khu vực Trung Bộ trong hôm nay, kéo dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam với mức nhiệt cao nhất trưa chiều trong khoảng 27-29 độ tại khu vực Thanh Hóa đến Huế. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ở ngưỡng 29-32 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên thời tiết ổn định trong ngày với biên độ nhiệt ngày đêm không có quá nhiều thay đổi so với 24 giờ trước đó. Riêng tại Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh thấp phía Nam hoạt động nên khả năng một số tỉnh ven biển miền Tây trong hôm nay sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đến với thủ đô Hà Nội trong ngày cuối tuần này, sáng sớm trời nhiều mây, có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, hơi se lạnh vào thời điểm sáng sớm với nhiệt độ là khoảng 22-23 độ. Đến trưa chiều trời giảm mây nhanh và có nắng nhiều, nên nhiệt độ tăng trở lại ngưỡng 28-29 độ. Quý vị và các bạn nếu có kế hoạch lưu thông ngoài trời thì vẫn nên sử dụng các tiện ích như khẩu trang, áo dài tay và uống nhiều nước để cơ thể không mệt mỏi. Cùng nằm trong xu thế thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc nên tại thành phố Cảng Hải Phòng, thời tiết cũng không có khác biệt quá nhiều so với thủ đô Hà Nội.
Điểm đáng lưu ý đó là buổi sáng sớm tại khu vực ven biển trời nhiều mây và có sương mù nhẹ nên sẽ gây cản trở một phần đến hoạt động hàng hải của tàu thuyền. Nhưng sau khi nắng lên, sương mù sẽ tan nhanh, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động xung quanh ngưỡng 29 độ. Thời tiết thuận lợi trở lại cho hoạt động thông thương hoặc là ra khơi đánh bắt của tàu thuyền. Thời tiết thành phố Vinh cũng có những thay đổi đáng kể từ hôm qua. Thời tiết tạnh ráo khiến cho nhiệt độ sẽ tăng nhanh trở lại, đồng thời các hoạt động giao thông và sinh hoạt của bà con cũng sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố trong hôm nay chủ yếu dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình ngày phổ biến ở ngưỡng 78 đến 90%. Lui xuống thành phố Đà Nẵng, trong ngày và đêm nay, thời tiết phổ biến trạng thái nắng ráo nên khá thuận lợi cho hoạt động vui chơi và du lịch của người dân cũng như du khách. Ngày nắng và nắng ở ngưỡng vừa phải với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến xung quanh ngưỡng 30 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm nhưng mức độ giảm thì không quá nhiều. Thấp nhất đêm nay chủ yếu là từ 24 đến 25 độ. Thời tiết tại thành phố trong những ngày tới còn được dự báo là ít mưa và ngày có nắng duy trì. Theo nhận định xa hơn nữa thì phải tới khoảng ngày 23-24 tháng 11 thì mưa mới có xu hướng quay trở lại và tăng hơn tại đây. Điểm dừng chân tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết tại thành phố trong hôm nay sẽ chủ yếu là trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây. Trưa chiều vẫn có nắng khá liên tục. Tuy nhiên về tối và đêm khả năng thành phố có mưa rào nhẹ xuất hiện rải rác, có thể đi kèm theo là dông. Thời tiết có xu hướng tăng mưa hơn so với những ngày tạnh ráo gần đây. Về nhiệt độ, mức cao nhất trưa chiều nay tại thành phố sẽ chủ yếu dao động trong khoảng 31 đến 32 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm còn 25 đến 26 độ. Điểm dừng chân cuối cùng hôm nay là thành phố Cần Thơ. Đây cũng là một trong những tỉnh miền Tây sông nước được dự báo có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều tối và tối nay. Do vậy, thời tiết phần nào cũng khiến cho giao thông, du lịch và hoạt động hàng không trong ngày bị gián đoạn đôi chút. Nhiệt độ trong hôm nay có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ với mức cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 32 độ, còn thấp nhất về đêm sẽ phổ biến trong khoảng 24 đến 27 độ, tiết trời dễ chịu.